Với diện tích rừng rộng 556.000 ha, độ che phủ chiếm gần 56%, việc quản lý, bảo vệ rừng tại tỉnh Hà Giang gặp nhiều khó khăn. Mỗi năm, các cơ quan chức năng địa phương phải xử lý trên 100 vụ vi phạm lâm luật và khai thác gỗ trái phép. Từ năm 2015, thì xã Nấm Dần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã thực hiện giao đất, giao rừng cho người dân nhằm tăng cường sự chung tay của cả chính quyền và người dân tại địa phương tham gia bảo vệ rừng và phát triển kinh tế dưới tán rừng một cách bền vững. Được chính quyền của xã giao là quản lý và bảo vệ là 400 ha. Giao cho tôi thì tôi lại giao cho người dân của chính thôn tôi thì là tổng là có 69 hộ. Giao cho các hộ trồng thảo quả dưới tán rừng. Khi nào có người ngoài ấy về khai thác ấy thì mình phát hiện ra, mình có thể báo cho tôi hay là báo cho chính quyền xã. Năm 2016, anh Thái được địa phương giao cho 4 hectare rừng để bảo vệ và trồng cây thảo quả. Kể từ đó, mỗi năm thu nhập của anh tăng từ 50 đến 80 triệu đồng. Còn gia đình anh Ly Xeo Chú lại phát triển kinh tế dưới tán rừng nhờ nuôi ong lấy mật. Gia đình anh hiện đang nuôi từ 50 đến 70 đàn. Nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, mật ong thảo quả tại đây có vị ngọt dịu mát, màu sắc vàng óng và hương thơm đặc trưng. Sản phẩm đã được cấp chứng chỉ OCOP 3 sao và được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mô hình nuôi ong dưới tán rừng lấy đặc biệt nhất là như hộ anh chú và một số hộ khác mang lại lợi ích thứ nhất là về kinh tế cho hộ gia đình, một cái sự đóng góp rất là lớn đối với lại trên địa bàn xã, đặc biệt nhất là họ là những gương điển hình tiên tiến để cho các hộ khác và những cái thôn khác học tập và noi theo. Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có gần 30.000 hecta diện tích rừng, trong đó rừng sản xuất chiếm gần 13.000 hecta. Thông qua các hạng mục trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, các mô hình kinh tế dưới tán rừng tại đây đã thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Phải đảm bảo được các nguyên tắc như là bảo vệ rừng và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Nguyên cái khu này là rừng phòng hộ đầu nguồn thì là chỉ được trồng và thu hái thảo quả, còn lại các thực vật rừng và các cây gỗ thì là không được phép khai thác và kể cả những cây củi khô. Mỗi năm huyện Xín Mần thu hoạch thảo quả hơn 1.400 tấn và trên 3.000 lít mật ong. Nhận thức được giá trị rừng mang lại, ngành lâm nghiệp địa phương đang phát triển đúng hướng, vừa đảm bảo lợi nhuận kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Giải thích cho bà con hiểu là đặc biệt là không được chặt phá rừng để bảo đảm cái rừng nó được một cách tự nhiên, và cho đó sẽ giúp bà con, một là giúp bà con có khí hậu trong lành, hai là sẽ giúp cho mình có cái đàn ông của mình sẽ có những cái sản lượng mật nhất định.